chúng ta sẽ có chung một trận đấu trải nghiệm Mario Gomez mùa thẻ TT ở mức thẻ cộng 8. Đây là một con hàng mà cả dãn để cho tôi mượn để test trong in game. Thì chúng ta thấy Mario Gomez mùa TT mức thẻ cộng 8 tương đối cao lớn. Anh có chỉ số ẩn đánh đầu mạnh, có thể cùng với nói cùng với Peter Crouch, Alan Shearer, năng Crespo, Didier Drogba, Mario Gomez là một trong 10 cầu thủ đánh đầu hay nhất thế giới. Ngoài kỹ năng đánh đầu mạnh thì Gomez có khả năng dê dắt và dứt điểm cũng rất tốt. Ở mức thẻ cộng 8 của mùa TT thì Gomez có giá trị rơi vào tầm hơn 20 tỷ. Con số rất lớn. Ngoài khả năng đá trung phong cắm thì Gomez còn có thể làm tường. Sức mạnh và thân hộ pháp của mình. Cú dứt điểm của Gomez bóng đi tương đối căng. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình thì Gomez là trung phong cắm sự lựa chọn số 1 ở đội tuyển quốc gia Đức. Cùng với Miklas Krauser đã hợp thành một bộ đôi tiền đạo rất mạnh mẽ với 09 của xứ đáng Đức. Và giúp của Center Đức chinh phục các giải đấu lớn như Euro hoặc World Cup. Tình huống 09 rất mạnh. Ederson với đẳng cấp của mình. Đầu mạnh của Sergio Busquets. Bóng đi với lực rất căng. Ngay đầu của xếp hạng thì đối gắt gao với các vận viên.
Wow. Và dự định bóc đi rất căng Gomez. TT một thiện cộng 8. Rất bá đạo. Bóc đi rất căng. Cũng bàn bật rất tốt. Xem Barca thì luôn nổi tiếng với những cú dứt điểm. Kết thúc bằng một chuỗi các động tác tiki taka phối hợp bàn bật đẹp mắt giữa các cầu thủ. Để nói huấn luyện viên Pep Guardiola đã từng đưa Barca lên đỉnh thống trị thế giới với cú ăn sáu vĩ đại bằng lối chơi tiki taka rực lửa. Khi thời còn đấu đỉnh cao thì Pep Guardiola chính là một thành viên câu lạc bộ Barcelona. Gomez. Cú dứt điểm mạnh như chai phá. Ta sẽ cố tình chiều bóng lên đầu của Gomez. Bè rất chặt. Khả năng tì đè từ sức dướn rất tốt từ Gomez. Cú dứt điểm ở góc không thuận lợi cho lắm. Bóng đi rất căng. Stegen đã rất vất vả để có thể cản phá được. Rất hay. Phạm lỗi của rất là bịch quê.
5.